Mimi, 24 tuổi, nhan sắc 70, vóc dáng 76 đến 66, một tay lái. Xem ra anh chàng thật thà này cũng đáng thương, tự cho rằng tìm được bạn gái trong trắng, không ngờ cũng là kẻ ngốc thật thà đón nhận. Chúc mừng chủ nhân đăng nhập thành công, nhận được kỹ năng thiên nhãn. Kỹ năng thiên nhãn? Đây là cái gì vậy? Năng lực nhìn xuyên thấu à? Hồ Lan Lan, 33 tuổi, vóc dáng 90, nhan sắc 90, một tay lái. Vóc dáng nhan sắc thì tôi có thể hiểu, nhưng một tay lái là sao? Chủ nhân nhìn thấy bao nhiêu tay lái thì đại diện cho đối tượng đó đã quan hệ với bao nhiêu người đàn ông. Năng lực này thật là quá đỉnh. Trương Miểu Miểu, 19 tuổi, nhan sắc 80, vóc dáng 75, 9 tay lái. Giới trẻ bây giờ hoang dã vậy sao? Mới 19 tuổi đã đạt 9 tay lái, con số khoa trương vậy. Cô em này cũng cởi mở quá ha. Tôn Phương, 30 tuổi, nhan sắc 30, vóc dáng 20, 108 tay lái. Chà, nhìn qua là biết mỹ nhân này là một bà giàu. Xem ra sở thích của bà giàu là thích sưu tập trai trẻ. Mong chủ nhân trong vòng 24 giờ sử dụng kỹ năng thiên nhãn kiếm 10.000 tệ hoa hạ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được một chiếc xe sang Bugatti trị giá 50 triệu. Kiếm 10.000 tệ, đây chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Tào San, 28 tuổi, vóc dáng 80, nhan sắc 70, 270 tay lái. Cha, xem ra lại là một người chơi mệt mỏi, tìm người thật thà đón nhận. Đáng tiếc ông chủ này thật thà quá. Chắc giờ vẫn không biết, trên đầu mình đang đội một bãi cỏ lớn. Ôi giời ơi mẹ ơi! Chàng trai trẻ muốn mua loại vé số nào? Tôi mua vé cào đây. Muốn mệnh giá nào thì cứ tùy ý chọn. Kỹ năng thiên nhãn của Nhiên hữu dụng, mỗi tờ vé số trúng bao nhiêu tiền đều rõ ràng. Tôi muốn tờ này, với cả tờ này nữa. Hai tờ là đủ rồi à? Đủ rồi, hôm nay ra ngoài tôi xem mịch vàng. Nói là vận may của tôi không tệ, mỗi tờ chắc chắn sẽ trúng thưởng. Ít nhất một tờ là 20 tệ, hai tờ 40 tệ, chỉ mua hai tờ mà cậu đáng nghĩ sẽ trúng thưởng. Cậu tưởng mình là thần à? Trúng 5.000 tệ. Sao thằng nhóc này may mắn thế nhỉ? Lại trúng 5.000 tệ nữa. Định mệnh, anh chàng này may mắn quá ha. Mới cào 2 tờ đã trúng 10.000 tệ. Tao có hết 2 quyền mà chẳng trúng gì. Chuyện lạ thế này, tao mở cửa hàng vé số bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy ai may mắn đến thế. Ông chủ, giúp tôi đổi thưởng vé số đi. Tôi không cào nữa, chỉ một lần đã hoàn thành nhiệm vụ 10.000 tệ. Đơn giản không có chút khó khăn nào. Cảm ơn kẻ đón nhận nhé. Ông chủ, chúc anh buôn may bán đắt, tạm biệt. Kẻ đón nhận là ý gì? Thằng nhóc này vui quá nên nói nhảm mà. Cái định mệnh, chẳng lẽ thằng nhóc này trước đây là khách của bà già tao? Nhận ra tao rồi. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, nhận được xe sang Bugatti. Mời chủ nhân đến cửa hàng Bonesi hoàn tất thủ tục lấy xe. Phần thưởng là 5 vạn tệ hoa hạ và kỹ thuật lái xe cấp thần. Lại có nhiệm vụ nữa, trên con đường kiếm tiền không thể lười biếng. Chân Lệ, anh đối với em thật tốt. Em nói muốn mua xe, anh thật sự mua xe tặng em. Mua Hướng, 9 ngày trước theo em cũng gần 1 năm rồi. Anh ấy chỉ mua cho em có một cái điện thoại. Keo Kiệt muốn chốt. Anh ta không phải keo kiệt, mà là căn bản không có tiền mua cho em. Một kẻ ngay cả tiền sinh hoạt cũng phải đi làm thêm mới kiếm được, thì làm gì có tiền chứ. Vẫn là anh đối xử tốt với em nhất. Chân Lý, em muốn mua chiếc xe này. Định mệnh, đây là Bugatti trị giá hơn 50 triệu đấy. Con nhỏ này điên rồi à? Ta còn đang lái Porsche giá hơn triệu thôi. Mày mở miệng ra là Bugatti hơn 50 triệu. Chiếc xe này em đừng mơ tưởng nữa. Em biết đây là xe gì không? Đây là Bugatti có giá lăn bánh hơn 50 triệu đấy. Cho dù có bán anh đi cũng không mua nổi. À, 50 triệu. Xe đẹp thế này, em phải nắm bắt cơ hội chụp mấy tấm ảnh, khoe mặt cho bạn bè trên vòng bạn bè mới được. Xin lỗi, hai vị này, xe này không cho phép chụp ảnh. Cô biết tôi là ai không? Tôi đã từng mua chiếc Porsche trị giá hàng triệu ở đây. Là khách VIP của các cô. Sao chụp mấy tấm ảnh cũng không được? Thật sự rất xin lỗi, vì chiếc xe này đã bán ra rồi. Nếu không được sự đồng ý của chủ xe, bất cứ ai cũng không được phép chụp ảnh. Hóa ra siêu xe 50 triệu này đã bán ra rồi. Trời ơi, chủ xe này cũng quá ngang ngược. Hay là thế này đi, lát nữa khi chủ xe đến, các anh có thể trao đổi với anh ấy. Vậy chủ xe này là ai? Là tôi, lâu rồi không gặp hai vị. Cửu Thiên, cậu có thể biết xấu hổ chút không? Cậu là người thân phận gì? Cậu tưởng tôi không biết à? Ở đây mà là màu cái gì? Đây là siêu xe 50 triệu đấy, ngay cả chân lật nhà tôi cũng không mua nổi, huống chi một tên bần tiện như cậu. Đúng vậy, đúng vậy. Cửu Thiên, tôi nói cậu nói khoác cũng phải biết giới hạn chứ. Từ bao giờ tên nhà quê lại lái được Bugatti? Lệ Lệ, 24 tuổi, nhan sắc 70, vóc dáng 76 đến 66, một tay lái. Xem ra anh chàng thật thà này cũng đáng thương thật, tự cho rằng tìm được bạn gái trong trắng, không ngờ cũng là kẻ ngốc thật thà đón nhận. Cửu Thiên tiên sinh, tất cả thủ tục của xe đã hoàn tất rồi. Anh xác nhận chữ ký là có thể lấy xe đi được. Được, bây giờ làm luôn đi. Mời anh đi theo tôi bên này. Cô nương, chiếc xe này thật sự là anh ta mua sao? Đúng vậy, chủ xe chính là Cửu Thiên tiên sinh. Vậy anh ấy đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua? Hơn 50 triệu, hơn nữa là trả một lần hết, toàn bộ số tiền. Chẳng lẽ Cửu Thiên là con nhà giàu ẩn danh? Trước đây anh ta giả vờ nghèo khổ, chỉ là để trải nghiệm cuộc sống thôi sao? Đúng rồi Chân Lục, nhắc nhở anh một chút, nên ăn nhiều thịt vào. Anh xem, tóc anh đã xanh hết rồi kìa. Tên nhà quê là ý gì?
Chẳng lẽ ý anh ta là Lệ Lệ đội nón xanh cho tôi? Khó trách bình thường Lệ Lệ luôn lén lút gọi điện thoại. Hóa ra là vậy. Được, con đàn bà hư hỏng này, ta còn định mua xe cho mày. Mày dám làm tao đội nón xanh? Anh nghe em giải thích đi mà. Em không cố ý đâu. Mấy chục người đàn ông sau anh, đó thật sự là ngoài ý muốn. Mấy chục người đàn ông Định Mệnh lại bị đội nón xanh hàng chục lần. Thảm quá đi mất, tao đánh chết mày, con đàn bà hư hỏng. Anh đẹp trai đừng chạy mà. Định Mệnh. Này cô nương, đường rộng thế này, sao cô cứ nhắm vào đuôi xe của tôi mà đâm vậy? Chỉ trách anh đẹp trai quá thôi. Anh yên tâm, đây hoàn toàn là lỗi của em. Sửa xe hết bao nhiêu tiền em sẽ trả hết. Chỉ cần anh đồng ý, em cũng có thể là của anh. Ai tiểu yêu, 28 tuổi, vóc dáng 20, nhan sắc 29, 19 tay lái. Cha, hóa ra lại là một bà giàu cô đơn. Cô ta muốn luyện bách nạn trả mà. Anh đẹp trai, anh có muốn trở thành người đàn ông thứ 100 của em không? Ông đây không muốn. Xe thì không cần cô bồi thường. Chết tiệt, anh chàng đẹp trai thế mà lại bỏ chạy rồi. May mà chạy nhanh, nếu không cô nàng kia ép dùng thân báo đáp, thì cái thân thể nhỏ bé này của mình chắc không chịu nổi. Mời chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ kiếm 100 triệu trong một ngày. Hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng 1 tỷ tiền hoa hạ. Lại phải bắt đầu kiếm tiền rồi. Một ngày 100 triệu, làm gì cho tốt đây? Đúng rồi, đến chỗ này, mục tiêu nhỏ mỗi ngày chắc chắn sẽ hoàn thành nhẹ nhàng thôi. Ông chủ, anh xem giúp tôi viên ngọc bội này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu. Tôi muốn bán nó đi. Ôi trời ơi, đây là ngọc cổ trăm năm khó gặp. Hơn nữa còn được bảo quản rất tốt. Nhìn vết tích này, trị giá 5 triệu, thậm chí còn cao hơn nữa. Cô nương, cái cá này của cô không phải là đồ gì quý giá đâu. Rõ ràng chỉ là sản phẩm thời cận đại thôi. Nhiều nhất cũng chỉ đáng giá 500 tệ thôi. Sao có thể chứ? Đây là ngọc truyền gia của nhà tôi. Ít nhất cũng có lịch sử mấy trăm năm rồi. Nếu không phải gấp dùng tiền, tôi đã không bán nó đi rồi. Ông chủ, ông không lừa tôi chứ? Người trẻ tuổi, nghe cậu nói chuyện kìa. Tôi có cần thiết gì phải lừa cậu chứ? Cậu cứ tùy tiện ra ngoài mà hỏi xem có ai trả giá cao hơn 500 tệ của tôi không? Ngọc quý hiếm, trị giá 5 triệu, quả nhiên là một viên ngọc tốt. Tần Yên Nhiên, 21 tuổi, nhan sắc 90, vóc dáng 90, xe nguyên bản. Quả nhiên là một chiếc xe tốt, đáng quý nhất là vẫn còn nguyên bản. Cô nương, viên ngọc này của cô trông không tệ, tôi trả 4 triệu mua nhé. 4 triệu. Yêu quái xấu xí từ đâu chui ra vậy? Định Mệnh, vừa lên đã 4 triệu. Rõ ràng là cố tình phá đám tao. Anh đẹp trai, anh không nhầm đấy chứ? Ông chủ này vừa nói viên ngọc này nhiều nhất chỉ đáng giá 500 tệ, anh lại trả thẳng 4 triệu, không phải đang đùa với em đấy chứ? Mỗi người có sở thích riêng, viên ngọc này có lẽ với người khác không đáng bao nhiêu tiền, nhưng với tôi thì đáng giá 4 triệu. Cô nương, lúc này tôi nhìn nhầm rồi. Viên ngọc này tôi xem kỹ lại, quả thật là một viên ngọc cổ. Thế này đi, tôi trả 4,5 triệu. Cô bán cho tôi nhé. Anh, ông chủ, ông cũng quá đen tối rồi. Ông rõ ràng biết viên ngọc này giá trị cao như vậy, vừa nãy còn định lấy 500 tệ mua ngọc quý của tôi. Cũng không thể trách ông chủ hoàn toàn được. Quy củ nơi này là như vậy mà. Ai chẳng muốn bỏ ra ít tiền nhất để kiếm được nhiều nhất chứ. 4,5 triệu, giá này có thể xuất tay được rồi. Dù sao ông chủ cũng phải kiếm lời chút. Được rồi, vậy 4,5 triệu, thỏa thuận nhé. Tượng Phật Ngọc Hòa Điền trị giá 100 triệu. Tôi đã nói gì nhỉ? Mỗi ngày thực hiện một mục tiêu nhỏ, đơn giản dễ dàng. Chỉ cần đến chợ đồ cổ dạo một vòng, tùy tiện kiếm vài món hời là đạt được rồi. Xem tôi dạy ông chủ này một bài học. Ông chủ, tượng Phật này trông cũng được đấy. Bao nhiêu tiền? Tượng Phật này lai lịch không nhỏ đâu. Nghe nói ngày xưa, đường tăng mỗi ngày đều đuổi theo niệm kinh cho Phật. Tôi đã tốn rất nhiều công sức mới sưu tầm được nó. Nhìn cậu cũng là người thật thà. Thế này đi, nếu cậu thành tâm muốn, tôi bán cho cậu 1 triệu. Được, 1 triệu thì 1 triệu, thỏa thuận. Cậu chắc không trả giá nữa chứ? Không trả, đã nói 1 triệu thì 1 triệu. Con tưởng chàng trai trẻ này ẩn tài, không ngờ cũng chỉ là một thằng ngốc. Chỉ cần có chút kiến thức thông thường cũng có thể thấy rõ. Đây là sản phẩm thời cận đại, nếu thật sự là hàng thật, sao tôi có thể lôi ra bán chứ? Cảm ơn sự chiếu cố của cậu chàng thần tài. Thật sự không phải cố ý, tôi vừa nãy quên khóa tượng Phật ở phía sau. Sau khi tôi sưu tầm về, xem kỹ lại, mới phát hiện đây chỉ là bản sao chép thời cận đại. Nhiều lắm cũng chỉ đáng giá 1.000 tệ thôi. Ông chủ, ông thật sự quá đen tối. Tượng Phật 1.000 tệ mà bán cho người ta 1 triệu. Chuyện này không thể trách, cậu bạn trẻ này cũng đã nói rồi. Quy củ mới là như vậy. Ai chẳng muốn bỏ ra ít tiền nhất, để kiếm được lợi lớn nhất. Ủa? Ông chủ này cũng quá đen tối, đúng là giết người hại tâm mà. Vốn 1.000 tệ, kiếm của người ta 1 triệu, còn muốn vạch trần người ta trước mặt. Nói cho cùng, tôi còn phải cảm ơn ông chủ mới đúng. Nếu không phải nhờ ông chủ hôm nay sơ hở, tôi thật sự kiếm không được. Cái gì? Cậu nói cái gì? Cho mượn cái bố tí được không?
Đây là chuyện gì vậy? Tại sao trong tượng Phật lại còn có một tượng Phật nữa? Nhìn bề ngoài, đây đúng là sản phẩm thời cận đại. Không sai, đây cũng là có người cố ý làm bên ngoài một tượng Phật giả, mục đích là để lẫn lộn thật giả, bảo vệ tượng Phật thật được nguyên vẹn. Cho nên, khi đập vỡ lớp tượng Phật giả bên ngoài, dung mạo chân thật của tượng Phật mới hiện ra. Đây chính là một pho tượng Phật tinh xảo, được chế tác hoàn toàn bằng ngọc hòa điền thời Đường. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không ngờ tượng Phật này lại ẩn chứa huyền cơ. Rốt cuộc tượng Phật như vậy đáng giá bao nhiêu tiền? Ước tính thận trọng, ít nhất cũng phải trên 100 triệu. Cái gì? 100 triệu? Mẹ ơi! Vừa nãy còn tưởng kiếm được 1 triệu của người ta. Không ngờ mình lại lỗ mất 100 triệu. Phải công nhận, vẫn là cậu bạn trẻ này lợi hại. Vừa nãy còn tưởng cậu ta là kẻ ngốc bị lừa, không ngờ cậu ta mới chính là cao thủ thật sự. 1 triệu đổi lấy 100 triệu, kiếm bộn rồi. Chúc mừng chủ nhân, hoàn thành nhiệm vụ kiếm 100 triệu mỗi ngày, phần thưởng 1 tỷ tiền Hoa Hạ. Tôi đã nói mà, mỗi ngày một mục tiêu nhỏ, đơn giản dễ dàng. Ông chủ, hôm nay cảm ơn tình cảm của ông, chúc ông buôn may bán đắt. Mẹ ơi, trái tim bé nhỏ của tôi không chịu nổi rồi. Ai đó gọi giúp tôi 120 với. Cô nương, cô tính giúp tôi xem ở đây tổng cộng có bao nhiêu xe hiện có. Tính ra tổng giá trị, tôi lấy hết. Anh không đùa đấy chứ? Chỗ chúng tôi có không ít xe sang trị giá vài trăm triệu, đến cả tỷ đồng đấy. Tôi không bao giờ nói đùa, cô cứ thống kê là được. Tiểu Mỹ, thời gian qua em làm việc rất tốt. Anh rất hài lòng. Thế này nhé, em cứ tùy ý chọn một chiếc xe ở đây, coi như phần thưởng anh tặng em. Sếp, anh chắc không đùa chứ? Đương nhiên không đùa, người theo anh cửu thiên làm việc, phúc lợi nhất định phải chu đáo. Ba, sếp anh thật là tốt quá. Ồ, đây không phải Tiểu Mỹ sao? Sao 3 tháng không gặp, nhanh vậy đã tìm được đại gia mới rồi à? Anh nói bậy gì vậy? Tiểu Mỹ à, không phải anh nói em. Sao sau khi chia tay với anh, khẩu vị của em ngày càng tệ vậy? Hai người này là ai vậy? Đây là bạn trai cũ và bạn thân cũ của em. Hai kẻ vô liêm sỉ, lại dám lén lút qua lại với nhau, giờ còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt em nữa. Em nói chuyện phải chịu trách nhiệm đấy. Rõ ràng là do em không đủ quyến rũ, thì trách ai được chứ? Tôi phải nói cho em biết, bây giờ Trần Thế Tử là bạn trai của tôi. Cô đừng hòng quấn lấy anh ấy nữa. Tôi bao giờ quấn lấy anh ta chứ? Bây giờ không có nghĩa là sau này không có. Dù sao Trần Thế Tử nhà chúng ta xuất sắc như vậy, cô gái nào cũng sẽ động lòng với anh ấy. Ủa, cô yên tâm, loại hàng như vậy có cho tôi cũng không thèm. Cái định mệnh ý em là sao? Anh đây là tiến sĩ du học về, là quản lý cấp cao của tập đoàn đa quốc gia, lương 2 triệu. Em lại nói cho em cũng không thèm mà. Đã chia tay rồi thì chia tay cho triệt để đi. Cái túi trên tay em là anh tặng em nửa năm trước đúng không? Đã chia tay rồi thì có phải nên trả lại cho anh không? Trả lại thì trả lại, anh tưởng em thèm lắm à? Đồ anh tặng em không chỉ đơn giản là một cái túi này đâu. Hơn một năm nay, mỗi lần chúng ta đi chơi đều do anh trả tiền. Ngày lễ Tết anh cũng mua không ít quà tặng em. Vì thế anh còn làm riêng một bảng thống kê, tổng cộng là 167.047 tệ. Năm hào lẻ anh không tính, cứ tính tròn 160.000 đi. Anh cũng không ức hiếp em. 160.000 chi tiêu này chúng ta mỗi người một nửa, em trả anh 80.000. Sau này coi như huề, không ai nợ ai. Định mệnh, vô tình quá, đúng là một tên đàn ông bạc tình điển hình. Mỗi khoản chi tiêu đều tính toán rõ ràng, chia tay xong là đòi lại hết. Đây là ăn chùa à? Quen loại đàn ông này, cũng coi như cô nàng này xui xẻo, đê tiện, vô liêm sỉ. Tôi sớm biết, lương tháng nào em cũng gửi về quê hết. Bây giờ để tôi xem, đừng nói 8 vạn, cho dù bảo cô lấy ra 2 vạn cô cũng không có đâu nhỉ. Chỉ cần cô chịu cúi đầu ngoan ngoãn xin tha, có lẽ anh còn có thể tha cho em. Chỉ có 8 vạn thôi mà, tôi thay cô ấy trả. Đây là 10 vạn, coi như cho ăn mày đi. Chàng trai trẻ, 8 vạn không phải là số tiền nhỏ đâu. Tôi thấy đây là toàn bộ tài sản của cậu rồi nhỉ. Cậu định lấy toàn bộ tài sản ra đấu với tôi à? Chỉ bằng cậu mà muốn đấu với tôi, sợ là không biết thế nào gọi là nghiền nát đâu. Hôm nay ta cho mày thấy thế nào gọi là siêu năng lực thật sự. Cô nương, chiếc xe này giá lăn bánh bao nhiêu? Chào anh, đây là mẫu Audi A6 phiên bản cao cấp mới nhất của chúng tôi. Giá lăn bánh là 600.000. Nếu anh mua ngay bây giờ thì có thể giảm 5%. Chỉ có 600.000 thôi à? Cô giảm giá tức là xúc phạm tôi đấy. Tôi lấy, làm thủ tục ngay đi. Nhiệm vụ ngẫu nhiên xuất hiện, mời chủ nhân chi tiêu cho Tiểu Mỹ. Phần thưởng sẽ hoàn trả gấp 100 lần số tiền chi tiêu. Hoàn trả gấp 100 lần, mẹ kiếp. Tức là tôi chi bao nhiêu tiền cho Tiểu Mỹ thì sẽ nhận được phần thưởng gấp 100 lần. Trời ơi, sướng quá đi mất. Thấy chưa? Xe 600.000, tao nói mua là mua. Đây mới là siêu năng lực thật sự. Giờ mày biết khoảng cách giữa tao và mày rồi chứ? Xe 600.000 mà cũng gọi là xe à? Anh có nhầm không đấy? Xe nhà tôi đi chợ còn bỏ xa chiếc xe này mấy con phố. Chỉ nói khoác thôi thì vô dụng. Có giỏi thì cho tôi thấy thực lực của anh đi. Một tên nghèo kiết xác mà còn muốn giả làm đại gia trước mặt tôi. Nói khoác thì ai cũng biết, bản thân không có năng lực thực hiện. Xem anh còn mặt mũi nào nữa. Tiểu Mỹ, trước đó anh không phải nói sẽ tặng em một chiếc xe để thưởng cho em sao? Bây giờ anh đổi ý rồi. Giờ anh quyết định sẽ tặng em rất nhiều xe. Em có thể mỗi ngày thay đổi xe để lái. Muốn lái chiếc nào thì lái chiếc đó. Sếp, sếp không đùa chứ? Cô nương, cô tính giúp tôi xem ở đây tổng cộng có bao nhiêu xe hiện có. Tính ra tổng giá trị, tôi lấy hết. Anh không đùa đấy chứ? Chỗ chúng tôi có không ít xe sang trị giá vài trăm triệu, đến cả tỷ đồng đấy. Tôi không bao giờ nói đùa, cô cứ thống kê là được.
Thưa anh, chúng tôi đã thống kê xong. Chỗ chúng tôi tổng cộng có 30 chiếc xe hiện có. Tổng giá trị là 150 triệu. Vừa đủ mỗi ngày thay một chiếc. Trong vòng một tháng sẽ không lặp lại việc quẹt thẻ. Tiêu dùng thành công 150 triệu. Chúc mừng chủ nhân đã chi 150 triệu cho tiểu Mỹ. Hoàn trả gấp 100 lần, chủ nhân nhận được 15 tỷ tiền hoa hạ. Sướng quá, một phát có ngay hơn 10 tỷ. Mẹ ơi, anh chàng đẹp trai này cũng quá đáng sợ. Em từng thấy dọn sạch rõ hàng, nhưng chưa từng thấy dọn sạch cửa hàng xe sang 4 AC. Thật sự quá bá đạo, dáng vẻ quẹt thẻ của sếp thật là quá ngầu. Em sắp yêu anh ấy mất rồi, phải làm sao đây? Chết tiệt, không ngờ tiểu lệ lại thật sự tìm được một chàng rể vàng giàu hơn. Thật là tức chết bà già tao rồi. Cậu em à, với chút tài sản nhỏ nhoi của cậu, lần sau đừng giả vờ ngầu nữa, nếu không trong nháy mắt sẽ dạy cậu biết thế nào là lễ độ. Định mệnh, xúc phạm, đây rõ ràng là sự xúc phạm trắng trợn. Tôi sau này không bao giờ giả vờ ngầu nữa. Mất mặt quá. Chúc mừng chủ nhân đăng nhập thành công, nhận được 1 tỷ tiền hoa hạ. Lại là hệ thống tiền, cậu có thể đừng cứ động một cái là thưởng tiền không? Tôi đã không còn cảm giác gì với tiền nữa rồi. Phát hiện chủ nhân không còn hứng thú với tiền bạc, sắp tiến hành thu hồi toàn bộ tài sản của chủ nhân. Có xác nhận tiến hành không? Hệ thống, cậu thật là, tôi chỉ đùa với cậu thôi mà, sao cậu lại nghiêm túc vậy? Để cậu cả ngày nói nhảm, còn nói nữa là tôi biến cậu thành kẻ nghèo kiết xác đây. Xin hỏi anh có phải là Cứu Thiên Tiên Sinh không? Đúng vậy, các cô là. Chào anh, tôi tên Chu Lệ Lệ, đây là bạn thân của tôi. Tên của bạn thân tôi thì anh không cần biết đâu. Tôi nghĩ anh là Cửu Thiên Tiên Sinh. Là thế này, lát nữa chúng tôi còn phải đi dự buổi gặp mặt tiếp theo. Hơi gấp về thời gian, chúng ta đừng vòng vo nữa. Chu tiểu thư, tôi nghĩ các cô là. Khi tôi đang nói, mong anh đừng cắt ngang. Hãy để tôi nói hết đã. Đây là sự tôn trọng tối thiểu với người khác. Chu Lệ Lệ, 24 tuổi, nhan sắc 60, vóc dáng 60, 1220 tay lái. Trang Thanh Thuần, 24 tuổi, nhan sắc 70, vóc dáng 70, 1350 tay lái. Ồ, tốt quá, hóa ra hai cô này đều là chiến binh lão luyện. Chắc là chơi mệt rồi nên muốn tìm người thật thà đón nhận. Trương tỷ nói anh đẹp trai, xem ra điểm này không lừa tôi. Nhưng mà trong giới mai mối ngày nay, nhan sắc chẳng có tác dụng gì cả. Yếu tố thực sự quyết định mai mối có thành công hay không là cơ sở vật chất của anh. Tôi hỏi anh có nhà ở Kinh Thành không? Có xe không? Thu nhập hàng tháng bao nhiêu? Tiền tiết kiệm lại có bao nhiêu? Nhà thì tôi có, riêng khu nhà giàu đã có 10 căn, nhưng cái khác thì chưa đếm kỹ, tổng cộng lại chắc phải đến vài trăm căn. À, còn xe thì sao? Tôi cũng có, chiếc xe thể thao đậu ngoài kia là của tôi. Lúc này các cô và chắc cũng đã thấy rồi. Thu nhập hàng tháng thì sao? Cái này thì không chắc lắm, có lúc cao có lúc thấp, nhưng tiền tiết kiệm của tôi thì cũng phải hơn chục triệu. Anh ta nói, sao khác hoàn toàn với lời người giới thiệu vậy? Chẳng lẽ đây chính là người giàu thích giấu nghề trong truyền thuyết? Xem ra hôm nay bà già tao trúng mánh rồi. Nhìn anh chàng đẹp trai này của là chàng rể vàng hiếm có. Chất tiệt, lại để Chu Lệ Lệ đáng ghét kia gặp được. Rõ ràng điều kiện của tao tốt hơn cô ta, tại sao chứ? Cửu Thiên Tiên Sinh của nhiên là tuổi trẻ tài cao. Tài cao thì không dám nhận, chứ trẻ tuổi thì đúng là trẻ thật. Cửu Thiên Tiên Sinh, anh thật là quá khiêm tốn. Tuổi còn trẻ đã sở hữu nhiều tài sản như vậy. Đây không phải là tuổi trẻ tài cao thì là gì chứ? Đúng rồi Cửu Thiên Tiên Sinh, tôi rất hài lòng về anh. Anh có biết cảm nhận của anh về tôi là gì không? Chu tiểu thư, tôi nghĩ các cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải đến đây để mai mối đâu. Tôi đến đây là để đợi bạn. Anh có phải sớm đã biết tôi hiểu lầm anh rồi không? Vậy mà còn cố tình nói chuyện với tôi. Anh rõ ràng là muốn cố ý chế giễu tôi. Có tiền thì ghê gớm lắm à? Ủa? Lúc này tôi đã nhắc nhở cô hai lần, hai lần đều bị cô cắt ngang, là cô không cho tôi cơ hội mở miệng. Chuyện này không thể trách tôi được. Đợi đấy, chúng ta đi thôi. Thưa anh, xin hỏi chiếc xe thể thao màu trắng ở cửa có phải của anh không? À đúng vậy, có chuyện gì sao? Là thế này, vừa rồi, bảo vệ ở ngoài nói xe của anh bị người ta cào xước, chính là hai vị nữ sĩ ngồi đối diện anh vừa nãy. Chúng tôi đã khống chế được rồi, anh xem muốn xử lý thế nào? Tôi thật khâm phục hai cô gái này. Xe sang mấy nghìn vạn, nói xước là xước, đúng là anh hùng. Lần này hay ho rồi, chắc bán mình cũng không đủ bồi thường. Các người tính sao đây? Cào xe của tôi để chút giận à? Đúng vậy, ai bảo anh vừa nãy trêu chọc chúng tôi. Cào xe của anh chỉ là cho anh một bài học nhỏ thôi, để anh hiểu một đạo lý, đừng dễ dàng chọc giận phụ nữ. Đúng vậy, đúng vậy, đừng tưởng có mấy đồng tiền thối là ghê gớm lắm. Hôm nay hãy nhớ kỹ bài học đẫm máu này đi. Em rằng người phải nhớ bài học đẫm máu này không phải tôi, mà là các cô đấy. Anh có ý gì? Các cô biết cào xước xe của tôi phải đền bao nhiêu không? Si, chỉ là cái xe rác của anh thôi, có phải pha gì đâu. Nhiều lắm cũng chỉ là một chiếc xe thể thao rẻ tiền, lắm thì đền anh vài nghìn. Số tiền này bà già tôi ném đi cũng được, coi như lấy mấy nghìn này dạy anh làm người đi. Đùa à, đây là xe Bugatti, giá lăn bánh hơn 50 triệu đấy. Chỉ riêng vết xước sâu này thôi, sửa chữa cũng phải từ 500.000 trở lên. Không thể nào, anh nhất định đang lừa chúng tôi. Đừng tưởng làm vậy là có thể dọa được chúng tôi. Không tin cô cứ hỏi mọi người ở đây xem họ sẽ nói thế nào. Theo tôi thì cô nương nên chuẩn bị tiền nhanh đi. Chiếc xe này đúng là xe mấy nghìn vạn thật đấy. Tôi bình thường nhìn thấy còn phải tránh xa. Nếu vô tình đụng chúng thì cũng phải bán nhà bán cửa. Đúng đúng đúng, nói đúng lắm. Xem nhà cửa gì đó trong nhà, cái gì bán được thì tranh thủ bán đi, xem có đủ bồi thường không. Mẹ kiếp, tôi sơ ý quá, sao xe lại đắt vậy chứ? Lần này xong rồi, phải nhận bao nhiêu đơn làm ăn mới kiếm đủ 500.000 này đây? Anh đẹp trai, em sai rồi, đều là lỗi của em. Cầu xin anh tha cho chúng em đi. Vừa nãy các cô không phải rất ngông cuồng sao? Nói là muốn dạy tôi làm người, giờ sao lại sợ vậy? Anh đẹp trai, chúng em thật sự không có nhiều tiền vậy đâu. Cầu xin anh tha cho chúng em đi. Muộn rồi, những người như các cô
đáng phải cho các cô một bài học. Nếu không, người thật thà tiếp theo chắc sẽ bị các cô lừa thảm. Lát nữa sẽ có người liên hệ riêng với các cô để bàn chuyện bồi thường. Các cô vẫn nên suy nghĩ kỹ xem bồi thường thế nào đi. Đều là ý tưởng ngu ngốc của mày, đồ đàn bà hư hỏng. Nếu không phải mày vừa nãy nói muốn cho anh ta bài học, tao cũng đã không làm vậy. Giờ thì hay rồi, tiếp 1.000 khách nữa cũng không đủ bồi thường. Tao chẳng phải vì muốn giúp mày chút giận sao? Giờ mày còn đổ lỗi cho tao. Tao đánh chết mày. Đánh chết tao à?